Bởi dê Quyền Linh, tôi muốn đồng hành để viết tiếp ước mơ cho các em nhỏ. Tôi muốn đồng hành để viết tiếp ước mơ đến trường của các em nhỏ, hướng các em tới một tương lai tốt đẹp hơn, MC Quyền Linh chia sẻ. Mới đây, chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt đã lên sóng. Đây là chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho đối tượng là trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19, đặc biệt là các em học sinh phải chịu mất mát, thiếu thốn tình cảm vì bị đại dịch cướp đi cha mẹ. MC Quyền Linh là người đã lăn xả vào đại dịch để cứu trợ người dân hồi năm ngoái nên được mời làm người cầm trịch chương trình này. Anh xúc động chia sẻ. Tôi cảm thấy ấm áp khi được đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những điều tích cực, chia sẻ yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch. Đại dịch đi qua để lại những nỗi đau không thể nào quên và sự ám ảnh rất lớn mà nó mang đến là hình ảnh những em bé mất đi cha mẹ. Hiện nay, các em nhỏ rất cần sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ từ cộng đồng. Và mỗi chúng ta cần có một trái tim thật ấm áp để có thể xoa dịu nỗi đau cho các em. Đó là lý do chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt ra đời. Bản thân tôi cũng muốn được dẫn dắt chương trình này vì nó giúp chúng ta cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, nơi mà mọi người có thể lan tỏa những điều tích cực, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với sứ mệnh giúp đỡ, đồng hành cùng những mảnh đời trẻ thơ mồ côi cha mẹ sau đại dịch, tôi mong muốn tạo nên một sân chơi lành mạnh, vui vẻ, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau mà các em gặp phải. Ở mỗi tập của chương trình mà tôi dẫn dắt, tôi sẽ hướng dẫn các em cùng gia đình thực hiện nhiệm vụ là các trò chơi vận động. Thử thách liên hoàn đòi hỏi sự đoàn kết giữa các thành viên để đi đến chiến thắng. Trước những thử thách của chương trình, MC Quyền Linh chia sẻ, những khó khăn trong cuộc sống dễ khiến các gia đình chùn bước và mất hết tinh thần. Tôi muốn các gia đình hãy năng động lên, tích cực lên, làm nhiều hơn và hãy luôn nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể chiến thắng. Những trò chơi vận động mà tôi mang đến cũng nhằm để các hoàn cảnh khó khăn có thể sốc lại tinh thần, vượt qua thử thách để thay đổi cuộc sống. Đồng thời, chúng ta hãy biết nhìn xuống để thấy còn rất nhiều người khó khăn hơn mình và lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn. Dù từng có hơn 20 năm thực hiện các chương trình dành cho người nghèo, nhưng MC Quyền Linh vẫn không khỏi hồi hộp và lo lắng khi chứng kiến các gia đình thực hiện thử thách trong tập đầu tiên. Nam MC bộc bạch, tôi rất hồi hộp, khi mỗi gia đình thực hiện thử thách là có một sự hồi hộp khác nhau nên tôi rất muốn cho các gia đình đều thắng hết. Các gia đình cần phải bình tĩnh, vì trong cuộc sống ai cũng gặp khó khăn như nhau nên người nào có bình tĩnh, có bản lĩnh và có niềm tin thì chắc chắn sẽ chiến thắng. Tôi nói thật, bản thân anh sẵn sàng ăn gian nếu có thể mang lại niềm vui, lợi ích cho các hoàn cảnh khó khăn trong chương trình mình dẫn dắt. Cuối chương trình, MC Quyền Linh chia sẻ thêm. Tôi hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh và có gần 10 năm đồng hành cùng các hoạt động liên quan đến trẻ em. Đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, tôi mong muốn tiếp tục đồng hành với các em nhỏ. Không chỉ tiếp sức về mặt tinh thần mà còn tạo điều kiện thuận lợi để viết tiếp ước mơ đến trường của các em nhỏ, hướng các em tới một tương lai tốt đẹp hơn.